Dạ vâng, chào anh em nha. Thì ngày hôm nay em Trung quay hai em Firebird và Isuzu những quý anh chị máy dầu nha. Nói chung là riêng cái dòng này thì đằng nào ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể cho quý anh chị. Giá phải nói là cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị nhé. Em này là 207 những quý anh chị nha. Thì quý anh chị đã thấy xung quanh em nó thì xe này sơn zin cũng còn khá nhiều những quý anh chị, sơn zin còn khá nhiều. Đây tất cả cái vỏ lốp này thì anh chị lấy cái xe này về dọn dẹp lại đi cũng rất là ok. Nói chung là phải nói là cũng thuộc cái diện là đẹp của quý anh chị. Đêm mới để mà so với những cái đời này thì cam kết quý anh chị rằng đẹp đó chứ không phải là nó xấu đâu. Hầu như những cái xe này thì bản thân em nó thì ngày xưa thì đa số là người chạy dịch vụ không à, kinh doanh dịch vụ, nhưng mà phải nói là những xe này bây giờ nó đang còn sơn zin như này thì cả cái vấn đề thì quý anh chị phải nói nó rất là đẹp. Đây quý anh chị này, nhìn từng cái tôn này mà chưa có miếng mặt tít luôn. Đây quý anh chị nhìn từng mép cửa này, quý anh chị thấy này đó, treo chỉ này đó, rất là yêu luôn, không có một cái là máy luôn quý anh chị nha, rin đét đẹp luôn, ốc vít thì chưa có một dấu mở, thì xe này chỉ có dơ thôi đó, thì quý anh chị rửa sạch sẽ và tất cả cái đi lại cũng rất là ok luôn. Anh chị nhìn vân gai tabi của em nó này, rất là yêu chưa, rất đẹp. Nhưng quý anh chị thì xe này em Trung về chưa phải làm bất cứ thứ gì, cột kèo thì tất cả cái quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi, từ tem mạc này đó, rất là yêu luôn. Sơn rin còn tầm khoảng 70-80%, 70-80% nha quý anh chị. Vô lăng này em nó đã được lên cái màn hình Android cũng rất là yêu luôn, rất là to, ở trên gương cũng có một cái cam hành trình đó. Thì tiếp tục anh chị sẽ đi theo chân em một vòng và tất cả các được cái dòng này thì nó chạy lăn quanh đâu đó thì tầm có khoảng 5 lít xăng thôi, không phải, sorry quý anh chị, 5 lít dầu thôi nhá. Đây tất cả cái tabi này quý anh chị này, nhìn rất là yêu luôn đấy, keo chỉ này quý anh chị thấy không, rất là yêu luôn, rất là đẹp đó. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 185 triệu đó. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung, vỏ lốp thì còn khá là đẹp như quý anh chị. Thì xe này quý anh chị đã thấy và tất cả cái thì em nó sơn zin còn khá nhiều, được cái là màu bạc thì quý anh chị đâu, một sơn zin của em nó thì phải nói là cực kỳ là bóng rồi. Đây tiếp tục quý anh chị là nhìn từng những tem mà bắn treo nha quý anh chị, bắn treo. Thì ngày hôm nay em Trung sẽ quay tổng thể và chi tiết cho quý anh chị hai em, một em Firebird và một em Isuzu Highlander nha quý anh chị. Đây tất cả cái này phải nói là cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Nội thất của em nó này, nói chung là anh chị mà về muốn đẹp thì anh chị may lại cái dàn bộ ghế này, nó cũng rất là đẹp luôn đó. Màn hình kia chắc em nghĩ là chắc hư rồi. Này táp bì bốn cánh đều y chang nhau. Đây quý anh chị này, nhìn những cái keo chỉ của em nó này, nói chung là phải nói là riêng em này đó, phải nói là đẹp đấy quý anh chị. Đời này thôi nhưng mà sơn zin còn khá nhiều nha quý anh chị. Đời này thôi nhưng mà sơn zin còn khá nhiều. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu đó. Quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục ở đây đúng quý anh chị, vỏ lốp em nó này đằng trước thì còn khá là dày, mâm đúc cũng rất là thể thao, đăng kiểm thì cũng còn tới tháng 4 quý anh chị. Em nó là sinh năm 2007 nhưng quý anh chị, đèn cột lốp treo đó, tất cả một cái thì quý anh chị, em Trung sẽ quay luôn cái phần máy cho quý anh chị luôn, được cái máy của nó em nó phải nói là rất là chất luôn. Thì tầm mùa xuân riêng cái máy này thì quý anh chị cũng cần suy nghĩ rồi, đỉnh lắm quý anh chị. Cái máy này của em nó phải nói là chất luôn. Nó quý anh chị này, đây quý anh chị thấy không, tiếp tục đây quý anh chị này, nhìn cái củ máy của em nó này, phê chưa, rất là yêu chưa. Hai bên sống gần này quý anh chị này, rất là đẹp nhá. Đằng trong này em nó vẫn đang còn cái lớp mà chống ồn quý anh chị này, cách nhiệt đấy đó. Ngày xưa thì bản thân em nó thì những cái này thì người ta chóc quẩy hết rồi. Đây quý anh chị này, nhìn từng tem mạc này, từng những cái đinh tán đinh bấm của em nó không, phải nói là cực kỳ là đẹp. Hai bên sống gần này, tất cả cái tem mạc quý anh chị, cabo của em nó mà quý anh chị này, nhìn những cái đường tem mạc của em nó này, từ những đường keo chỉ này, rất là yêu luôn. Đây cả hai bên này quý anh chị này, phải nói là cực đẹp, cực kỳ là đẹp cho một em Isuzu 7 chỗ máy dầu, giá bán cho quý anh chị 185 triệu đó. Quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tiếp tục đây nữa thì em Trung lại giới thiệu cho quý anh chị, đằng nào cũng quay thì quay cho nó hết luôn đó. Hai em đồng giá nhé quý anh chị, hai em đồng giá Ford Everest đời 2005 máy dầu màu đen. Quý anh chị hợp phong thủy màu đen thì cũng alo cho em Trung luôn, 2005 máy dầu nhá, turbo nhá quý anh chị đó, phải nói là cực kỳ là yêu. Thì cái xe này thì anh chị mua cái xe này nếu mà 180 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi, ngoài thị trường không có cái giá 180 triệu đâu quý anh chị. Đây cái tất cả cái này, nội thất của em nó này đó, cũng phải nói là trần của em nó đang còn trần zin nha quý anh chị, biển số 49 là túi khí hai bên nha quý anh chị. Này tất cả cái thì quý anh chị, đây cũng phải nói là được cái gọn gàng sạch sẽ, màu đen quý anh chị đâu,
đóng cửa Ford Everest mà đóng cửa cỡ đó thì thôi chứ. Đó, quý chị này. Đó. Rất là đẹp nhá. Thế anh chị quan tâm cái mẫu xe này alo cho em Trung. Đây tất cả cái này, vỏ lốp thì cũng còn rất là yêu. 205 Ford Everest đời 205 máy dầu turbo như quý anh chị bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu thôi. Thì em cam kết quý anh chị rằng bây giờ quý anh chị thử nghĩ coi. Tìm đâu ra một cái mẫu xe Ford Everest đời 205 mà chỉ có 180 triệu quý anh chị. Cam kết quý anh chị rằng tìm không ra xe đâu quý anh chị này. Đây vỏ lốp này. Có mấy cái chỗ chày này thì anh chị về giảm tút lại cũng rất là ok luôn. Đó cũng phải nói là quá rẻ cho một chiếc xe 7 chỗ quý anh chị này. Riêng cái dòng này quý anh chị mua về chán, bán vẫn còn có lời nha quý anh chị. Dòng này quý anh chị mua về, đây đăng kiểm hết. Cái này quý anh chị mua về bán chán vẫn còn có lời. Đó thì quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Số điện thoại của em Trung để trên phần tiêu đề và mô tả nhé. Biển số 49 nha quý anh chị. Tiếp tục đây em Trung lại giả luôn cái phần đằng nào em Trung cũng quay thì quay cho nó hết rồi. Cam kết quý anh chị rằng hai cái xe này nó không mục ngọt nhé. Nói chung cũng phải nói là cũng rất là yêu. Giá của quý anh chị sao? Chỉ có 180 triệu thôi. Thì Isuzu thì 185, cao hơn 5 triệu. Còn em Everest này thì chỉ có 180 triệu thôi. Đây quý anh chị, cổ máy của em nó này quý anh chị này. Đây tất cả cái này. Đó. Cũng phải nói là cực kỳ yêu rồi. Đó thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung nhé. Ford Everest chỉ với 180 triệu quý anh chị thử nghĩ coi. Tìm đâu ra quý anh chị. Đó. Cũng cực kỳ là yêu thì anh chị hợp phong thủy màu nào thì các lô cho em Chung hai em đồng giá. Thương hiệu Mỹ và thương hiệu Nhật quý anh chị. Đó. Cũng cực kỳ là yêu rồi. Thì tiếp tục đây nữa thì em Chung lại cũng giới thiệu sơ qua một vòng. Đây một em Mitsubishi Box, xe này thì 2016 biển số 49 nha quý anh chị nhá. 2016 7 chỗ ngồi biển số 49. Đó, anh chị quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Chung. 500 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Mitsubishi Sport nhá. Thì xe này em Trung cũng lên sóng thì cũng nói cũng là nhiều cái video rồi. Đó. Nhưng mà anh chị có cần quay chi tiết cái xe này thì em Trung quay chi tiết cho quý anh chị. Tại vì những cái xe của em Trung bán ra cho quý anh chị thì bao quay đầu có bảo hành. Lên mọi vấn đề đó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Em nó lên được cái đèn bi này. Đó, cũng rất là yêu luôn. Mầm cũng rất là thể thao. 2016 mà giá rẻ. Thối rẻ nát luôn quý anh chị, chỉ với 500 triệu thôi. Đó, phải nói là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tiếp tục đây nữa thì một em Camry, xe này thì đời 2000 nha quý anh chị. Nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung làm xe này thì làm gì có cảm biến. Đây quý anh chị này, cảm biến trước và cảm biến sau nha. Đây, tất cả cái quý anh chị mà xe mà đi sát vô, cặp sát vào cái chỗ lề hay là chướng ngại vật thì em nó sẽ tin đi. Đó. Đời 2000 thôi, quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra một mẫu xe Camry gọi là siêu phẩm, đẹp xuất sắc này quý anh chị. Riêng cái dòng này thì quý anh chị cũng còn phải suy nghĩ rồi, chạy đầm chắc phải nói là chung là rất là nhẹ nhàng quý anh chị, máy 2.2 nha quý anh chị. Đây tiếp tục, nhiều anh chịu chị hỏi em chung là có cảm biến không? Đây cảm biến trước và cảm biến sau nha quý anh chị, cụm đèn của em nó cụm đèn zin rất là đẹp đó. Đăng kiểm thì vừa khám, bán cho quý anh chị 175 triệu nha. Thì quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Chung. Đây quý anh chị này, phải nói là Camry, đó quý anh chị không? Nhìn nó phải sướng chất chưa? Đó. Thì thôi cuối cái video thì em Trung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng nha.